Dạ con chào cô. Dạ rồi thì hôm nay cô về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ đi tìm cháu nội giùm cho cô bỏ nhà đi. Dạ. Con xin phép được hỏi cô tên là gì và cô đến từ đâu cô ha? Cô tên là Ngô Hảo, từ ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì cháu nội cô tên là gì? Lưu Thị Ngọc Quyền. Sinh năm bao nhiêu cô? 2010. Dạ là năm nay mới 13 tuổi cô ha. Là cháu bỏ đi như thế nào cô? Là cháu đang đi học thì có bạn mấy đứa mà khoảng lớn hơn nó 2-3 tuổi gì đó, rồi cái bạn bè chơi gì sao gì vũ gian đi cũng là một năm nay rồi, nhưng mà nó đi đi về về thì cô thấy nó khuyên nó hoài không được, nó cứ nói nó về luôn hoài, nó lừa con hồi đó nó mới lừa, bây giờ một tuần nay là nó không có về nữa. Dạ, à. Tức là cháu nội của cô trước đó đã bỏ đi rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Nó có về cái bữa đó là nó về luôn. Dạ. Về luôn sao nó đang ngủ ở trên lầu của con. Dạ. Rồi có hai đứa đó vô khống chế nó. Khống chế ạ? Khống chế, nếu mày không đi á, tao quýnh mày. Tao kêu hai thằng kia đó, nó chờ hai cũng nít không à, đậu xe ở ngoài trước hẻm á, vô nó đánh mày. Rồi lôi nó đi, lôi nó trên gác xuống. Lôi trong nhà mình á? Ừ, nó lên gác, nó thấy cô không có nhà, mẹ nó không có nhà, nó vô nó lên lầu, nhỏ này đang ngủ, nó kêu đi là lần thứ hai nữa đó, là tới bây giờ đó. Lần thứ hai rồi, là cái lần đi này đi đó. Giờ bắt đầu đi về cả tháng luôn, nó mới cho về và đi về vậy đó, về chút là đi vậy đó, nóng ruột vậy đó, biết nó có chơi bùa không rồi con. Cô có báo của cơ quan chức năng công an chưa? Cô có báo rồi, vừa cái công an thì nói là giống như không có biết cái điểm tụi nó đâu, địa chỉ đâu mà sao công an đi tìm được, chỉ nói vậy thôi rồi thôi. Dạ. Là lần bỏ đi lần này là vào thời điểm nào cô ha? Là cháu nó đang ngủ á con. Lần này cơ mà, lần này. Đang ngủ rồi nó khống chế ra, nó rồi đánh. Rồi cháu cũng không chịu đi nữa. Nói thôi không mấy ra uống cà phê với tao đi. Rồi mày rồi tao không có nói láo mày đâu, đi uống cà phê đi. Tao không có đi mày. Là vào ngày nào cô? Nay cũng 6 tháng rồi con. À bỏ đi 6 tháng. Canh buổi sáng đó cô đi bán vé số mà không có ai ở nhà đó. Tức là nó khống chế. Cái lần thứ hai đây đúng không? Đi. Rồi cháu mới sợ quá nó đi. Lần thứ hai đây là có một nhóm người lạ vào nhà mình cũng không chung với nó luôn á, hai đứa, một đứa hàng xóm thì một đứa là giống như đàn chị á, con nhỏ này 15 tuổi đó. Là thì gái hay trai ạ? Gái. Hai đứa gái hay một ạ? Nó khống chế, nó sợ, cháu nó sợ quá, nó cũng đi nữa. Nó tao mà nói láo mày á, xe tải nó đụng tao đi, dắt tao đi uống cà phê thôi. Rồi sau là nó chở đi tống ba. Là hai đứa con gái đấy vào nhà mình đúng không cô? Đúng. Hai đứa con gái đấy cô có biết được không? Thì con nhỏ ở hàng xóm hàng xóm nó cũng bỏ đi bụi đi trước cháu mình nữa, với con nhỏ kia là coi như là nó nói tụi nó là chị em kết nghĩa gì đó, nó mới là. Và cái lần thứ hai này cô cũng đã báo công an rồi đúng không? Có báo, cô báo rồi. Và cái đứa mà dẫn con gái dẫn cháu nội của cô đi á là ở làng xóm hả? Hàng xóm. Rồi cô có qua nhà chưa? Có, giờ công an cũng kêu nó lên, cô cũng kể vậy đó, mang kêu nó lên cái nó nói là tự nhỏ này đi chứ nó không có rủ. Giờ con nít mà công an cũng nghe theo vậy rồi con ơi, cũng như không mà lắm. Khổ lắm con. Ủa cô là bà nội à? Bà nội. Ồ, hôm nay thì ba mẹ của bé đâu? À, ba nó mất, ba nó treo cổ chết. Wow. Sao lại buồn dữ cô? Giờ cô phải đi bán vé số nuôi nó ăn học. Dạ. Con mẹ của bé đó thì đi làm tạp vụ, khi làm khi không. Đó. Sao con cho con xin phép được hỏi một xíu chuyện riêng tư ha. Thì nếu có gì mà con lỡ lời thì con mong cô thông cảm nha. Dạ thì sao con trai của cô lại treo cổ mất? Tại vì hai đứa nó biết giận hờn gì á, giờ nhỏ này xách đồ đi cho nó. À là treo hai cổ vợ tại chồng nhà ha. Treo cổ tại nhà. Đau lòng dữ ạ. Là mất lâu cho cô? 2012. À 2012 thì lúc đó bé 2 tuổi rồi. Bé mới 2 tuổi. 2 tuổi thì đã mất đi người cha rồi ha. Còn con dâu của cô hiện tại vẫn ở với cô chứ? Ở với cô. Là cùng ở với cô để chăm lo cho cháu nội ha. Thì chắc gia đình nhà mình có nhiều thời gian để chăm sóc cháu không? Và để cô thì quan tâm không? Cô thì đi bán thì nó cũng đang đi học đó con. Đang đi học mà cô cũng lo cho nó ăn học vậy đó. Nghèo cô cũng lo cho nó ăn học. Học tới lớp 6. Là đầu năm tháng 1 cho tới giờ đó đi lại lại gì đó. Bây giờ là một tuần nay là mất luôn. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô là 66 rồi. 66 tuổi.
vẫn phải ở ngoài lăn lộn để đi bán vé số, đúng. Để kiếm từng đồng về để chăm lo cho cháu, đúng không ạ? Đứa con bảy não nữa. Ôi, sao hoàn cảnh nhà cô đứa bảy não đau lòng bệnh, quá vậy. Nó bệnh hồi 2 tuổi mà gần nay nó 43 tuổi. Là con trai của cô. Con trai của cô luôn. Bị bại não. Tức là bây giờ ở nhà là sống trong kiểu thực vật hay sao cô? Không phải, cô phải bới cơm nó ăn, là cô phải gội đầu cho nó. Tức là anh ấy không có biết một cái gì hết, đúng không ạ? Nó không biết xài tiền. Là coi như là chị mình chỉ biết bới cơm nó bưng nó ăn vậy thôi. Là có biết nhận thức được không? Có biết nhận ra cô là mẹ không? Chắc biết. Mấy năm nay nó biết kêu tiếng mẹ, nhưng mà chắc nó không nhận thức được đâu con. Đau theo lòng. Cô nghĩ nó không nhận thức được. Thật sự cái số phận của cô thật sự rất đau lòng. Thì mỗi tháng nhà nước cho nó được 720. Dạ. Con xin phép được hỏi ha. Chồng của cô còn không? Mất rồi con. Mất rồi. Thật sự thì cái số phận, cái hoàn cảnh của cô thật sự vô cùng là thương. Không được gì hết con, vô phước. Rất đau lòng. Là bây giờ là chỉ còn có cô với lại con dâu với lại cháu nội. Thì con dâu thì đi làm công việc thì có đủ để trang trải không? Thì coi như nó đủ nó sống đó con ơi. Cô là nhà mình ở Sài Gòn á ha. Ở Sài Gòn thì cuộc sống chi tiêu đắt đỏ lắm cô ha. Cái nhà đó cũng là hồi xưa nhà nước cho con. Dạ. Nhà nước cho rồi, nói đúng ra chồng cô cũng lăng ban lắm. Rồi ăn nhậu rồi này nọ cũng không có lo gia đình nữa không. Rồi cái cho nên cũng khổ vậy đó. Dạ. Bây giờ mất rồi. Mất nay gần 3 năm. Mất gần 3 năm. Cục bây giờ tất cả mọi gánh nặng là đè lên vai cô. Cái gì cũng cô. Mà dựa trên những cái đồng bán vé số thì đâu được bao nhiêu đâu. Bán thì giỏi lắm ngày được 100.000, hơn 100.000 không cô? Hơn con. Hơn 100.000 đúng không? Cô. Dạ. Cô là có được hai người con trai đúng không ạ? Con trai là mất hơn đứa còn thằng đó. Số phận thì không. Thật sự là rất là đau ha. Còn cái anh mà bị bại não đó là anh đầu anh hai ha. Anh hai. Còn cái anh mà mất đó là anh út ha. Và hiện tại thì con dâu vẫn ở vậy, ở cùng với cô để nuôi cháu nội đúng không? Dạ. Thì cũng là rất là quý ha, quý cái chị quý cái cô con dâu của cô á. Con dâu của cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó sinh 91 á. 91? Là 32 à. Mà chồng mất năm 22 à? 12. Vậy thì con... Lúc đó giờ chồng đó nó mất, nó 21 tuổi đó con. Dạ, 21 tuổi mà vẫn ở vậy, ở với cô để mà chăm lo nuôi con thì con cũng rất là quý chị. Dạ. Thì con lại và cô lại tiếp tục quay lại cái vấn đề chính ngày hôm nay ha. Thì cháu nội của cô thì trong cái thời gian trước khi mà 5-6 tháng trước bỏ đi á, thì cháu nội có ăn chơi gì không? Thì đi theo tụi nó đương nhiên phải hư rồi con, đúng không? Dạ. Nó nói nó đi xiết lửa gì đó, nhiều khi nó về nó xin tiền mua dầu hôi. Rồi đi làm xiết lửa. Xiết lửa. Giờ có lúc là nó không có xiết lửa, cô cũng biết Vinh giống như nay tụi nó ở đầu này, mai nó ở đầu kia. Là bé không có đi học à? Khách sạn kia. Là lúc là tụi nó bị dụ là đầu năm tháng 1 năm 22 tới giờ. Là bé bỏ học luôn bỏ ha. Học, là bé lúc học đó lớp 6. Lớp 6 ha. Thật sự thì như bản thân bé thì chắc cũng đã thiếu đi người cha. Thì vì là mới được 2 tuổi thì cha cũng đã mất rồi. Còn mẹ, nhưng mẹ cũng vì cuộc sống mưu sinh bên ngoài phải lăn lộn để kiếm tiền về nuôi con. Nên cũng bé cũng thiếu đi tình thương rất là nhiều, cũng thiếu sự quan tâm. Mà ở với bà nội thì bà nội cũng phải đi làm ha. Cũng phải đi buôn bán ngoài đường để kiếm tiền, để mới có tiền để mà mua đồ ăn rồi là chăm lo cuộc sống hàng ngày được cô ha. Thì bé cũng thiệt thòi, thật sự thiệt thòi. Và khi bé thiệt thòi thì nói chung thì bé mà tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Dạ, dễ bị sa ngã vào các cái tiêu cực. Nếu mà chơi với bạn bè, bé mà chơi với bạn bè tốt thì không sao, còn chơi với bạn bè xấu thì dễ bị sa ngã lắm cô ạ. Đúng rồi. Và như câu chuyện của cô vừa chia sẻ nãy giờ là bé cũng đi được 5-6 tháng rồi ha. Thì cũng mà giống như một tuần nay là nó không có về nữa. Ủa là cái lần này mới đi là một tuần đây ạ? Là coi như là nó đi hồi tháng 1 cho tới là tới bây giờ là nó đi đi về về. Nó cho cô thấy mặt vậy thôi. Là để không. Và cô là có lần mà nó tụi nó vô nó khống chế tụi nó đó là nay cách nay 6 tháng. Tức là cái lần trước kia nó đi về về.
về sau 6 tháng này đó, nó cũng đi về mặn từng ngày là nó không về nữa. Tức là cái bây giờ cô chia sẻ là cái ngày đi mới nhất hiện là tại là tháng bây giờ là cũng từng người coi. Một tuần. Từng nó không có về. Trước cái một nó, cứ nói nó về về nó đâu có về đâu. Trước có. Cái một tuần đấy là cô có thấy dấu hiệu gì của cháu nội bất thường không? Trước một tuần á thì nó kêu cô chụp cái khai sanh cho nó. Chụp khai sanh qua cho nó, kêu mẹ nó đó. Kêu mẹ nó chụp cái khai sanh qua cho con. Rồi lát cái nó nhắn tin lại cái nó nói đừng chụp nhé. Chắc nhỏ nó suối á theo cô nghĩ á. Rồi nó nhắn lại nó nói đừng chụp nhé. Rồi sau rồi cái bữa hổm nó về. Nó về là cái cô hỏi chứ con kêu khai sanh chi vậy? Nó làm thinh. Làm thinh sao rồi cái hình như là cô đi bán mẹ nó có nhà. Nó về nó lục cái tủ á, hình như nó kiếm khai sanh. Là về với nhỏ đó, về kiếm khai sanh mà tại vì không thấy. Nhưng mà mẹ nó về, mẹ nó thấy cái tủ của cô sao giấy tờ vớt ngoài. Là cô đã giấu giấy tờ nó hết rồi khai sanh. Mà hình như là sót lại cái hộ khẩu mà photo đó. Mà bà ngoại nó với nó thôi là đi học đó, tại trường kêu vậy đó. Hình như sót lại cái đó. Chắc nó lấy cái đó đó. Không biết có lấy không, cô không biết, tôi có thấy sót lượng tờ. Nếu mà cô photo ra cũng phải 2-3 tờ đúng không? Chắc sót lại có thể nó lấy. Thì cái thời điểm mà đi cách đây một tuần thì gia đình nhà mình có báo cơ quan chức năng công an chưa? Một tuần nay là cô không có báo, lúc trước cô có báo. Không, lần này tí nữa lần thì này cô... là cô không có báo. Sau khi ở đây về thì cô nên báo công an nhá. Báo, một tuần nay không về báo. Dạ, phải báo công an bởi vì sợ rằng là bé sẽ gặp nguy hiểm. Nhờ sự can thiệp của công an. Tại vì công an, bên công an thì chuyên nghiệp và nghiệp vụ của công an rất là giỏi. Dạ. Cô thấy báo công an, cái công an nói bây giờ nó không biết, không biết nó ở đâu mà đi mà tìm. Không, cô phải nên báo, cô cứ nghe lời con đi. Cũng nản đó, cô. Không, cô cứ nghe lời con đi, cô nên báo cơ quan chức năng công an. Cô cũng đưa hình cho công an rồi, cô không cũng không chẳng có thấy tin tức gì. Dạ. Đưa là anh ai cũng hình như cô đưa hai lần là hai tấm hình luôn á, cũng không thấy gì hết. Dạ, nhưng mà cô cứ nên báo công an, cô cứ nghe lời con đi nha. Cô về cô báo công an nhá. Về tại địa phương nhà mình nhá, cô báo nhá. Thì cháu nội của cô thường thường là sau khi mà nghỉ học á, thì thường thường mà khi mà như cô chia sẻ là đi đi về về nhiều lần á, là cháu nội của cô là làm có làm việc gì không? Thì nó nói con đi xiết lửa, có khi nó đói khát lắm, nó không có tiền, nó khi nó về nó xin nội nội cho con 30 con mua dầu hôi, nó chờ đi xiết lửa không có tiền mà đi dầu hôi, con ở nhà đi con, mà nó hỏi con chứ ngậm dầu hôi đó giờ nó đâu có. Nó khó khăn lắm mà nó sao nó nhậm dầu hôi được, cô cũng hiểu. Là ngậm dầu hôi phun ra lửa ha. Nó bị khống chế đó con. Nó sợ con nhỏ lắm, làm như là tuổi học trò rồi nó theo cái con nhỏ đó không đó. Thật sự thì cái lứa tuổi của cháu nội của cô, cái tuổi đời còn rất là bé, mới 13 tuổi thôi. Thật sự chưa thể am hiểu hết về vấn đề xã hội bên ngoài. Bây giờ hình như là nó nói là con không có đi xước lửa nữa, giờ nó con cô cũng không biết nó làm gì. Tại vì cái tuổi này là cái tuổi hiếu động của cô. Cái tuổi của cháu nội của cô là tuổi dễ bị ảnh hưởng ở môi trường bên ngoài lắm. Dạ, đặc biệt hơn nếu mà cháu nội của cô mà xài điện thoại nữa thì ảnh hưởng trên mạng cực kỳ lớn. Con sợ rằng là sẽ bị những cái cám dỗ ở bên ngoài á cô. Thật sự thì cũng rất là buồn bởi vì bản thân bé thì mới 2 tuổi đúng không ạ? Thì đã mất đi người cha, thiếu đi cái tình thương của cha. Và nói chung thì cháu nội của cô thì thòi rất là nhiều. Còn mẹ của bé thì vẫn đi làm để mà chăm lo cho bé thì đó là điều đáng quý. Và ở vậy để mà nuôi con thì thật sự đó là điều rất là quý. Thì cô có lời gì cô nói với cháu nội để cháu nội có xem được cái video này để cháu nội quay trở về đi cô. Thì bà cô nó có gì nè, là cũng mong cho cháu nội của cô là mau sớm trở về với gia đình, đừng nghe lời bạn bè xấu nữa. Thì nó cứ nội rất mong con về với nội, nhớ con. Thì cái vụ việc của cô hôm nay lên nhờ đội sĩ Thanh Hải. Thì đội ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm manh mối, tìm được sớm nhất có thể là tìm được cháu nội của cô quay trở về đoàn tụ cùng với cô nha. Thì con mong sao cô cũng cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe để mà tiếp tục với công việc hoặc là đi tìm kiếm cháu nội. Cô cũng đi bán không nổi đó con ơi. Dạ con hiểu. Kiếm cái chỗ nào cháu mua rồi cô không? Con hiểu là cái tâm trạng của cô hiện tại, bản thân cô, cuộc đời của cô,
con nói thật luôn, cuộc đời của cô khổ cô ạ. Bởi vì cô lấy chồng mà về sinh con ra thì thật sự một người con mất, một người con bệnh não. Và cho tới thì thời điểm hiện tại bây giờ thì chồng cô cũng đã mất, thì số phận của cô thật sự rất là khổ. Rất là thương cô, thật sự luôn là con rất là thương cô. Không riêng mình con đâu, quý cô chú anh chị cũng rất là thương cô. Nên con mong sao thì cô hãy giữ gìn sức khỏe cô nha. Cố gắng ăn uống cô nha, đừng bỏ ăn nha. Rồi cháu nội sẽ quay trở về cô nha. Thì con cũng cảm ơn cái câu chuyện vừa rồi của cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô cũng cảm ơn tụi con. Và con chẳng biết nói gì hơn, thì con chúc cho cô cũng như con dâu của cô và cháu nội của cô là nhiều sức khỏe. Và đặc biệt hơn là cô sớm nhận tin vui, đó là cháu nội của cô sẽ quay trở về. Và con mong sao khi mà cháu nội quay trở về thì giữa cô và cháu nội sẽ hiểu nhau hơn ha. Và con mong sao thì cháu nội của cô sẽ ngoan hơn và hiền lành hơn, và nghe lời bà nội hơn và nghe lời mẹ hơn cô nha. Dạ thưa quý cô chú anh chị, vừa rồi thì toàn bộ câu chuyện thì quý cô chú anh chị cũng xem, cũng đã biết và đã hiểu. Thật sự đây là một câu chuyện đặc biệt rất là buồn. Vừa rồi là cô ở Sài Gòn cuộc sống mưu sinh, đó là bán vé số lên Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm cháu nội. Và thưa quý cô chú anh chị, nếu ai có thấy cháu nội của cô như trong hình ở đâu thì làm ơn báo dùm về với số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đó là số 0913785858, để giúp cho cháu nội sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Bé thì tuổi đời còn rất là nhỏ, bé năm nay chỉ mới 13 tuổi thôi, mà cuộc sống bên ngoài thì thật sự mà nói thì nhiều điều nó bất ngờ lắm, nhiều cái cám dỗ, nhiều cạm bẫy chờ sẵn lắm. Nên em rất mong quý cô chú anh chị hãy thương tình chia sẻ video này, lan tỏa để giúp đỡ cho bé sớm quay trở về. Dạ rồi thì con chào cô nha. Thì cô cứ bình tĩnh nha. Dạ em chào luôn. Em chào luôn quý cô chú anh chị và cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu có tin tức gì về bé thì em sẽ tiếp tục quay và đăng tải lên cho quý cô chú anh chị cùng xem nha. Dạ rồi thì em chào cô chú anh chị.